Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin Hoa Kỳ, tin quốc tế và tin Việt Nam ngày hôm nay. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và nhanh chóng đi vào phần tin tức ngày hôm nay, đầu tiên hết là phần tin Hoa Kỳ. Các thượng nghị sĩ Graham và Blumenthal đã áp lực chính quyền Joe Biden tuyên bố Nga là một quốc gia hỗ trợ khủng bố. Trong một nỗ lực lưỡng đảng, cựu chiến binh cũng là thượng nghị sĩ Richard Blumenthal của đảng Dân Chủ tại Connecticut và thượng nghị sĩ Lindsey Graham của đảng Cộng Hòa tại South Carolina đã cùng lên truyền hình và ngày Chủ nhật và thúc giục ông Tổng thống Joe Biden là quyết định là sẽ xem nước Nga là một quốc gia đã bảo trợ cho chủ nghĩa khủng bố. Nếu ông ta không làm, thì theo lời của các thượng nghị sĩ này, họ sẽ thúc đẩy một dự luật trên quốc hội để đưa ra cái quyết định này, thay vì đã chờ cho cái quyền hành pháp của ông Joe Biden. Tôi hy vọng là ông Tổng thống sẽ quyết định chấp nhận một cách tình nguyện, thay vì ông ta bị luật của Hoa Kỳ và quốc hội sẽ đưa ra vấn đề này. Nếu như ông ta không có để cái vấn đề này trên bàn của ông ta, ông Blumenthal đã lên tiếng cho biết như trên. Và dù gì nữa thì cái dự luật này sẽ diễn ra và chúng tôi sẽ làm điều này. Tôi thúc giục chính quyền của Joe Biden phải làm ngay lập tức, ông Graham đã cho biết như trên. Hoa Kỳ vẫn đã lên danh sách một số những quốc gia được xem là bảo trợ cho chủ nghĩa khủng bố, trong đó gồm có Iran, Bắc Hàn, Syria và Cuba. Nga xâm lấn Ukraine và nhắm vào mục tiêu thường dân cũng như các tội phạm chiến tranh là điều này cần phải được khẳng định. Và trong khi đó thì một nhóm thành viên ở tại Hạ viện Hoa Kỳ cũng đã lên tiếng và cho biết là Nga là một quốc gia khủng bố, một quốc gia bảo trợ cho khủng bố vào trong một cái dự luật mà họ đưa ra một cái nghị quyết vào tháng 7 vừa qua. Đó là bản tin đầu tiên liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, các nhà sản xuất xe hơi nói rằng cái dự luật tại Thượng viện nhắm vào việc mà hỗ trợ cho ngành xe đến năm 2030 sẽ là một sự liều lĩnh. Đây là một trong những cái phát biểu của phía Thượng viện. Một nhóm đại diện của các công ty sản xuất xe tại Hoa Kỳ gồm có General Motors, Toyota Motors và Volkswagen cùng với một số những cái công ty sản xuất xe khác nói rằng cái dự luật trị giá 430 tỷ Mỹ Kim được chấp thuận vào ngày Chủ nhật bởi Thượng viện của Hoa Kỳ. Trong đó là sẽ chấp nhận cái mục tiêu là đạt tới cái mục tiêu là sẽ có những cái xe chạy bằng điện ở năm 2030 là một sự liều lĩnh. Liên minh của các công ty sản xuất về xe điện, về xe hơi đã lên tiếng cảnh báo vào chiều tối ngày thứ Sáu là hầu hết các cái đời xe điện là mà được giảm thuế 7.500 Mỹ Kim ở tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, những người mua đã không sẽ thành công khi mà họ chưa chắc đã được mua được khi mà trong cái dự luật này có nhiều trói buộc. Đáng tiếc là cái dự luật giảm thuế việc mua xe điện là nó sẽ không có thực hiện được bởi vì nó là một sự liều lĩnh, bởi vì trong đó có quá nhiều điều kiện trói buộc và điều này sẽ là một sự liều lĩnh. Chúng ta chỉ có nhắm mục tiêu khoảng 40-50% xe điện chạy trên toàn quốc từ đây tới năm 2030, không thể nào mà đạt tới mức 100%. Đây là lời cảnh báo của các công ty xe đã gửi lời cảnh cáo tới Joe Biden. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của phía Hoa Kỳ ngày hôm nay. Trong khi đó thì nhà tỷ phú Elon Musk đã lên tiếng đặt vấn đề trong nỗ lực ông Joe Biden trao đổi tù nhân với phía Nga để mà tìm cách giải thoát cho cô Greener, một cầu thủ bóng rổ của Hoa Kỳ, mà trong đó sẽ trả tự do cho những kẻ đã phạm tội ma túy tại Hoa Kỳ về vấn đề cần sa. Nhà lãnh đạo của công ty Tesla là ông Elon Musk đã phát biểu về việc mà Nga đã giam cầu thủ bóng rổ của Hoa Kỳ là Britney Greener, người mà được xem là ngôi sao bóng rổ và người đã từng đoạt giải Olympic khi mà cáo buộc cô này đã mang chất cấm vào phía của Nga và bây giờ đang bị giam giữ. Và ông đặt câu hỏi nếu như tòa bạch ốc đàm phán cho việc trả tự do cho cô Greener thì còn những cái người mà phạm tội về cần sa tại Hoa Kỳ thì sẽ như thế nào. Trong câu hỏi của ông, nếu Tổng thống làm việc để giải thoát cho một người đang bị cầm tù tại Nga cho những vấn đề liên quan tới cái cần sa, vậy thì những người bị giam giữ ở tại nhà tù tại Hoa Kỳ có bị liên can tới cần sa thì có cần được trả tự do hay không?
Đây câu hỏi của ông Musk đã đưa ra những người đã bị giam giữ tại Hoa Kỳ về những cái tội tương tự như vậy, và chúng ta cũng trả tự do cho họ. Quan điểm của tôi là không thể trả tự do cho tất cả những người mà có những cái tội liên quan tới vấn đề chất cấm. Đó là lời phát biểu của ông Elon Musk đưa ra sau khi mà phía Nga đã kết tội cái cô này, là cô này đã bị phạt 1 triệu đồng rúp, tức là khoảng 16.200 Mỹ kim và 9 năm tù về tội đã mang chất cấm vào trong lãnh thổ của Nga. Bây giờ thì ông Joe Biden đang tìm cách trao đổi tù binh với Nga, tức là trao đổi tù nhân với Nga. Trong đó thì họ sẽ cho hai công dân của Hoa Kỳ là Greener và ông Paul Whelan. Và thì ông ngoại trưởng của Hoa Kỳ ở tại Campuchia đã phát biểu vào sáng ngày thứ sáu. Trong đó thì giữa lúc mà cái phía của ngoại trưởng Nga cho rằng là họ đang trao đổi với phía Hoa Kỳ trong việc mà trao đổi các cái tù nhân này. Đây được xem là một trong những cái phản ứng của ông Elon Musk đã đưa ra. Nếu can thiệp trả tự do cho một người phạm tội chất đem chất cấm vào lãnh thổ Nga, vậy thì có trả tự do cho những người đã bị phạm tội tất cả những chất cấm tại Hoa Kỳ hay không? Đó là câu hỏi của ông Elon Musk. Trong khi đó thì lãnh đạo khối thiểu số tại Hạ viện là dân biểu Kevin McCarthy cho biết là sẽ mở cuộc điều tra về lãnh đạo cơ quan tình báo trong việc mà điều tra và Hunter Biden. Nếu Đảng Cộng hòa kiểm soát lại Hạ viện năm 2022 thì chủ tịch của khối thiểu số tại Hạ viện là ông Kevin McCarthy cam kết là sẽ đưa các viên chức tình báo ra điều tra về những người đã biết về những cái hoạt động bên ngoài của Hunter Biden nhưng đã không làm bất cứ điều gì. Họ sẽ phải đến nói chuyện với chúng tôi và quý vị phải hỏi mỗi một cá nhân họ. Họ biết nhưng họ đã không nói ra. Như các viên chức tình báo sẽ phải tình nguyện xuất hiện trước cái ủy ban giám sát do Đảng Cộng hòa dẫn đầu và sẽ đối diện với lại cái trác mời của Đảng Cộng hòa. Nếu những người này mà không nói tới nói chuyện và trả lời tất cả các câu hỏi không phải trong trường hợp này thì chúng tôi sẽ tống trác mời họ. Đó là lời phát biểu của ông Kevin McCarthy đã đưa ra. Việc cáo buộc là chính quyền của Joe Biden và con trai của ông ta đã có những cái hành động mờ ám, đặc biệt là trong vai trò của ông Joe Biden lúc còn là phó tổng thống dưới thời của Obama. Trong đó thì con trai của ông ta đã có nhiều cái cuộc hoạt động thương lượng với lại những cái đối tác bên ngoài mà trong đó được xem là bất minh, và Đảng Cộng hòa nói rằng họ sẽ theo đuổi cái chuyện này dù là kéo dài bao nhiêu năm. Việc này đã diễn ra sau khi mà 54 cựu viên chức tình báo ở trong cái hệ thống tình báo nói rằng là không có bằng chứng, và trong đó kể cả việc mà cái laptop của Hunter Biden họ cho rằng đây là cái trò tung dinh tin giả của Nga. Nhưng sau đó thì tới phiên Bộ Tư pháp đã xác nhận đây là cái laptop của Hunter Biden và những thông tin trong laptop đều là sự thật, do đó nó không phải là tin giả. Và giờ đây thì 51 cựu nhân viên tình báo này sẽ bị tống trác mời nếu như mà phía của Đảng Cộng hòa nắm lại quyền đa số tại Hạ viện. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, thị trưởng thành phố New York đã kêu gọi liên bang giúp đỡ sau khi mà có một loạt di dân bất hợp pháp được chở tới từ Texas. Thị trưởng của thành phố New York là ông Eric Adams trong ngày Chủ nhật đã yêu cầu sự giúp đỡ của chính quyền liên bang để giải quyết vấn đề di dân bất hợp pháp được Texas và thống đốc Greg Abbott đã gửi tới tiểu bang New York trong cuộc phản đối mạnh mẽ về vấn đề đối phó với lại cái tình trạng ở biên giới. Ông Abbott ngày thứ sáu cho biết là ông vẫn tiếp tục chuyển những cái người di dân này bằng xe bus tới thành phố New York và nói rằng đây là một trái táo lớn cho tất cả những di dân bất hợp pháp. Họ có thể tới đây và thoải mái không bị trục xuất, và những di dân này cũng đồng thời đã được chở tới Washington DC. Trong khi đó thì ông Adam đã lên tiếng và cho rằng là ông Abbott đang sử dụng những thường dân vô tội cho những mục tiêu chính trị và tạo ra khủng hoảng, và người dân New York phải điều chỉnh điều này để bảo vệ giá trị của New York. Chúng tôi cần sự giúp đỡ của chính quyền liên bang, tiền, kỹ thuật và hỗ trợ. Đây là lời phát biểu của ông Adam. Sau khi mà ông Adam đưa ra lời phát biểu này thì ông Abbott cho biết đây là điều mà chúng tôi đang phải đối diện ở tại tiểu bang Texas ở biên giới Mexico. Chúng tôi đã không được sự hỗ trợ của chính quyền liên bang ngăn chặn tình trạng di dân bất hợp pháp tràn vào tiểu bang của chúng tôi. Đó là lời phát biểu của ông Greg Abbott đã đưa ra sau khi mà ông Adam lên tiếng cầu cứu chính quyền liên bang và chỉ trích hành động của ông thống đốc tiểu bang Texas. Và ông thống đốc tiểu bang Texas đã nói rằng bây giờ quý vị đã hiểu được cảm giác của người dân Texas khi phải đối diện với tình trạng di dân bất hợp pháp. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Trong khi đó thì các thành viên tại Hạ viện đang tìm cách gọi là thúc đẩy cái dự luật về việc mà xe tự lái ở tại Hoa Kỳ.
Ít nhất có hai thành viên tại Hạ viện đã bắt đầu phát động một cái dự luật của lưỡng đảng để giúp biến thành luật để gia tăng cái việc sản xuất các cái xe tự lái tại Hoa Kỳ. Dân biểu của tên là Robert Latta, một thành viên của đảng Cộng Hòa, và Debbie Dickerson là thành viên của đảng Dân Chủ, nói với hãng thông tấn Reuters trong cuộc phỏng vấn mới nhất, và họ nói rằng họ sẽ công bố một cái dự luật ở lưỡng đảng có tên gọi là Congressional Autonomous Vehicle Census, tức là bản đồng thuận của Quốc hội về việc mà thúc đẩy xe tự lái, trong đó là các nhà lập pháp mong rằng sẽ thúc đẩy để nhanh hơn những chiếc xe tự lái. Chúng tôi đã làm việc rất cần lực để đã có được cái bản đồng thuận và chúng tôi có thể thúc đẩy việc này thông qua. Dickerson đã phát biểu với lại phía hãng thông tấn Reuters và nói rằng Hoa Kỳ cần phải nâng cấp tất cả cái an toàn tối thiểu cái mức độ cho tất cả các cái người lái xe trong những thập niên sắp tới, và đặc biệt là chúng ta đã có những thập niên về những tai nạn xe cộ khá nhiều và xe tự lái thì gần như là có mức độ an toàn hơn. Vào tháng trước thì cái cơ quan quản trị về an toàn của giao thông nói rằng công ty General Motors và công ty Formula đã yêu cầu là sẽ giúp cho họ khai triển khoảng 2.500 chiếc xe tự lái mỗi một năm với sự mà không cần con người điều khiển, và tất cả xe sẽ tự thắng tự lái và sẽ tự tránh được những cái tai nạn có thể xảy ra. Chúng tôi hy vọng là chúng ta sẽ đạt được sự đồng thuận của lưỡng đảng. Đây là một tham vọng của các nhà lập pháp tại Hạ viện, mong muốn rằng thời gian tới thì Hoa Kỳ sẽ giảm được rất nhiều những tai nạn xe cộ nhờ hệ thống xe tự lái và không phải điều khiển bởi con người. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Cùng một lượt liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, Thượng nghị sĩ Rick Scott lại lên tiếng chỉ trích Dân Chủ và cho rằng cái đạo luật vừa được thông qua trên sàn Thượng viện là Inflation Reduction Act sẽ bị phản ứng ngược bởi chính các cử tri. Thượng nghị sĩ Rick Scott của tiểu bang Florida trong ngày Chủ nhật đã đưa ra một cái lời tiên đoán cho rằng cái dự luật mà phía đảng Dân Chủ vừa mới thông qua trên sàn Thượng viện gồm mà có 430 tỷ Mỹ Kim để giảm đi tình trạng giá thuốc tăng cao và thúc đẩy khí hậu toàn cầu, thì điều này có thể sẽ đối diện với lại cái phản ứng ngược từ công chúng. Trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình CBS trong chương trình Face the Nation, ông Scott là lãnh đạo của một cái ủy ban chiến dịch ở tại Thượng viện, trong đó nói rằng dự luật này là đảng Dân Chủ đang thúc đẩy những nghị trình cực tả, và ông nói rằng gia tăng thuế lên tới 700 tỷ Mỹ Kim, cắt giảm Medicare là 280 tỷ Mỹ Kim và tăng thuế của xăng là có thêm nhân viên của IRS. Ông nói quý vị biết những chuyện gì xảy ra khi mà có thêm những nhân viên của IRS, tức là sở thuế, thì nó sẽ là cái điều là trở nên phổ thông hơn trên toàn quốc. Và theo tường trình của ông cho biết là chúng tôi sẽ không tăng thuế, và đồng thời đặc biệt là trong cái giai đoạn đất nước đang bị suy thoái, và tại sao chúng ta phải tăng thuế ở mức xăng trong lúc mà bây giờ gần như là mức xăng đã tăng trên 2 Mỹ Kim kể từ khi mà ông Joe Biden lên nhận chức, và tiếp tục khiến cho những cái người tài xế lái xe tại Hoa Kỳ sẽ đối diện với nhiều thách thức hơn giữa lúc mà đất nước đang nằm trong cơn suy thoái. Nhìn đi, chúng ta đã thấy được tình trạng của mức thất nghiệp cũng như là mức lao động, tình trạng của lạm phát, và kể cả tất cả những cái sự thiếu hụt này, chúng ta đang đối diện với sự suy thoái. Và đây rõ ràng là phía đảng Dân Chủ đang thách thức tất cả những cử tri, và họ sẽ bị phản ứng ngược bởi tất cả các cử tri. Đó là lời phát biểu của ông Rick Scott đưa ra. Cùng một lượt, trên đài truyền hình ABC đã đưa ra cuộc thăm dò 70% người dân Hoa Kỳ cho rằng nền kinh tế trở nên tệ hại hơn. Chính quyền của Joe Biden đã phản ảnh được cái sự suy thoái kinh tế, và cuộc thăm dò mới nhất của ABC News cộng với lại Ipsos poll cho thấy 70% người đứng tuổi tại Hoa Kỳ tin rằng nền kinh tế đã càng lúc càng tệ hại hơn. Chỉ có 12% tin rằng là nền kinh tế của ông Joe Biden trở nên tốt hơn. Trong khi đó thì 18% nói rằng nền kinh tế vẫn giống như cũ. Trong khi đó thì giữa lúc mà cái cuộc bầu cử năm 2022 sắp sửa diễn ra, đảng Cộng Hòa có thể sẽ chiếm quyền đa số tại Hạ viện lẫn Thượng viện. 75% cử tri đảng Cộng Hòa nói rằng họ thấy là họ cần nhất là cái việc mà kinh tế trong cái cuộc bầu cử giữa mùa được xem là cao hơn đảng Dân Chủ là 68%, và phía của những người phiếu độc lập là 49%. Trong đó chỉ ra cho thấy là đảng Dân Chủ đã thất bại khá nhiều,
Đặc biệt là đối với đảng Dân Chủ thì cái vấn đề phá thai trở thành cái vấn đề quan trọng trong lá phiếu của họ. 49% ủng hộ cho những ai mà hợp pháp hóa vấn đề phá thai, 27% họ ủng hộ cho ai tìm cách giới hạn phá thai. Trong khi đó thì ông Joe Biden vẫn tiếp tục đang có những cái lúng túng trong vấn đề gọi là điều hành cái nguồn máy quốc gia, đặc biệt là giá xăng tăng cao gấp 7 điểm ở từ tháng 6 và mức chấp thuận của ông ta bây giờ nằm ở mức chỉ có 34%, và trước đó thì ông ta được 37%, và đây được xem là có tới 62% không đồng ý ông ta xử lý cái vấn đề kinh tế quốc gia, và trong đó thì chỉ có 29% cho rằng là ông ta đã làm được việc trong vấn đề lạm phát, 69% cho rằng ông ta bất tài trong vấn đề chống lạm phát. Cuộc thăm dò này được thực hiện ngày 5 và ngày 6 tây tháng 8 với 665 người dân Hoa Kỳ, mức sai biệt là 4.2%. Đó là bản tin liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, chuyến viếng thăm của bà Nancy Pelosi đã bắt đầu bị mỉa mai sau khi bà ta có những ngôn ngữ liên quan tới Trung Quốc. Bà chủ tịch Hạ viện của Hoa Kỳ Nancy Pelosi đã bị mỉa mai ngay trên mạng xã hội sau khi bà nói rằng bà từng có cảm giác là nối kết với Cộng sản Trung Quốc. Bà Pelosi, người vừa mới viếng thăm Đài Loan vào tuần trước gây nổi giận với chính quyền Cộng sản Trung Quốc, đã nói là bà đã có cảm giác đối với lại là có liên lạc với lại phía Trung Hoa lục địa trong cuộc họp báo diễn ra tại Tokyo ngày thứ Sáu. Khi tôi còn là một bé gái, tôi đã nói ở ngay trại bờ biển là nếu tôi có thể có được một cái hố sâu đủ thì chúng ta có thể đã đến được Trung Quốc, và chúng tôi có cảm giác là có cái sự liên hệ từ đó. Bà đã phát biểu ra trong cái lúc mà bà có mặt ở tại Tokyo giữa lúc mà Trung Quốc đã bắt đầu trả đũa bằng cuộc tập trận lớn. Chúng tôi tin rằng là đây là một trong những cái điều mà bà ta nói. Bà Pelosi nói rằng khi bà ta là một đứa trẻ, bà ta đã nói với bờ biển là bà ta sẽ đào một cái hố thật sâu đủ để đến Trung Quốc, và bà ta cảm thấy có connection there, tức là có một cái sự liên hệ ở đó. So, điều này ý nghĩa là gì đây? Và những gì mà người này nói với tôi, rõ ràng đây có phải là một người duy nhất mà chúng ta chọn lựa để viếng thăm Đài Loan hay không? Đó là lời phát biểu của Logan Hall, một trong những dân biểu của Hoa Kỳ đã đưa ra. Và lời phát biểu của bà ta đã gây ra một cái cuộc gọi là mỉa mai ngay trên mạng xã hội của nhiều người bảo thủ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của bà Nancy Pelosi. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày hôm nay, ông Joe Biden đã tỏ ra lo ngại về việc Trung Quốc tiếp tục các cuộc tập trận ở tại eo biển Đài Loan. Ông Joe Biden trong ngày thứ Hai nói rằng ông ta không lo ngại Đài Loan, tuy nhiên ông ta rất lo ngại những hành động của Trung Quốc ở khu vực kể từ khi mà có chuyến viếng thăm của bà chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ là bà Pelosi tới Đài Loan. Tôi rất lo ngại những biến chuyển của họ và hiện nay những gì họ đang làm. Ông đã phát biểu ở tại cái cuộc mà viếng thăm cái trận lụt ở tại Kentucky, và tôi không nghĩ rằng họ có thể làm gì hơn những cái mức độ này. Đây là lời phát biểu của ông Joe Biden. Trung Quốc đã thông báo cuộc tập trận mới nhất của họ vào ngày thứ Hai, trong đó một ngày sau khi mà họ vừa chấm dứt 6-7 địa điểm tập trận xung quanh eo biển Đài Loan. Và cuộc tập trận mới này sẽ diễn ra ở phía vùng biển Kim Hải và vùng biển Bố Hải tại Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Trung Quốc và của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Trong khi đó thì tòa đại sứ của Trung Quốc đã lên tiếng kêu gọi một cuộc họp khẩn cấp với lại chính quyền của Sri Lanka sau khi mà chính quyền Sri Lanka đã quyết định ngưng lại, không cho tàu quân đội của Trung Quốc được cập bến vào Sri Lanka. Tòa đại sứ của Trung Quốc đã lên tiếng kêu gọi một cuộc họp khẩn cấp với chính quyền Sri Lanka sau khi phía Colombo đã ngưng lại yêu cầu chuyến viếng thăm của tàu chiến của Trung Quốc ở tại bến cảng của Sri Lanka sau khi có phản đối mạnh mẽ về vấn đề lo ngại an ninh của Ấn Độ. Ngoài Bộ Ngoại giao của Sri Lanka trong ngày hôm năm Tây đã viết thư cho tòa đại sứ của Trung Quốc ở tại Sri Lanka nói rằng họ sẽ ngưng lại việc mà có cái hệ thống tàu gọi là Yuan Quan Phai, là một cái tàu nghiên cứu quân sự của Trung Quốc có thể cập bến vào bến cảng của Sri Lanka. Và ngay sau đó thì Trung Quốc đã lên tiếng thúc giục một cuộc họp khẩn cấp để mà giải quyết vấn đề này. Người tổng thống tân vừa được bầu cử tại Sri Lanka là ông Ranil Wickremesinghe đã gặp gỡ với lại đại sứ của Trung Quốc là Quy Zhen Hong vào ngày 4 Tây, giữa lúc mà xác nhận rằng là
vẫn tiếp tục xác nhận cái chủ quyền và lãnh thổ của Sri Lanka và cam kết trong cái chính sách gọi là một nước Trung Quốc. Tuy nhiên thì ông này đã cho hủy bỏ cái việc mà một chiếc tàu chiến của Trung Quốc có thể cập vào bến cảng của Sri Lanka. Đây được xem là một trong những hành động mới nhất của Sri Lanka ngay sau khi mà phía Ấn Độ đã đưa ra cái lời phản đối và quyết liệt và nói rằng sẽ dùng tất cả mọi biện pháp để mà chống lại cái tàu chiến của Trung Quốc có thể cập vào bến cảng của Sri Lanka có tên gọi là Hambantota Port vào ngày 11 tây tháng 8 cho tới ngày 17 tây tháng 8 trong tình trạng gọi với mục tiêu gọi là châm thêm dầu nhớt tại đây. Đây là sự mượn cớ của Trung Quốc để bắt đầu phát triển mạng lưới quân sự của họ hiện diện ở khu vực Ấn Độ Dương. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Trung Quốc và của thế giới ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay, đầu à, xin lỗi quý vị, tình hình Việt Nam ngày hôm nay, đầu tiên hết là công ty Tân Tạo ở dưới quyền của bà Đặng Thị Hoàng Yến đã ghi lộn con số chi ra cho bà này tới 1.300 tỷ đồng để bà ta có thể đầu tư tại Hoa Kỳ. Trước đó thì công ty này đã từng báo là họ sẽ ứng ra khoảng 2.000 tỷ đồng cho bà Đặng Thị Hoàng Yến, tức là người đã là điều hành công ty Tân Tạo để đầu tư một số dự án tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên bây giờ họ tính chính lại là chỉ có 633 tỷ đồng tiền Việt Nam. Công ty này là công ty công nghiệp Tân Tạo, gọi tắt là ITA, cho biết là họ đã có một cái tính toán sai khi mà nói rằng là chưa đưa tiền cho bà này, đã đặt là xem là đầu tư tại Hoa Kỳ. Bà này đã định cư tại Hoa Kỳ và đã có quốc tịch Hoa Kỳ với cái tên là Maya và tên thật của bà tiếng Việt là Đặng Thị Hoàng Yến, và bà ta đang sinh sống tại Texas. Cho biết, bản tin cho biết cuối tháng 7 thì công ty này đã chi ra cho bà là 1.936 tỷ đồng để mà bà ta có thể đầu tư tại Mỹ. Đây là cái khoản tiền mà họ cho rằng là đã có cái sự đột biến, bởi vì trước đó công ty cũng có mục đích tương tự nhưng chỉ có vài chục tỷ đồng. Nay thì số tiền này đã được điều chỉnh lại, là chính ra là 633 tỷ đồng Việt Nam, và số tiền này là cho những cái dự án tại Mỹ. Tuy nhiên họ không nói rõ những dự án đầu tư tại Mỹ của bà Đặng Thị Hoàng Yến là dự án gì và tại sao Ngân hàng Nhà nước Cộng sản Việt Nam lại cho phép bà này chuyển một số tiền khổng lồ như vậy ra bên ngoài khỏi Việt Nam. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay. Cùng một lượt, sau khi mà có nhiều quốc gia Âu Châu đã lên tiếng và sẽ không cấp cái hộ chiếu kháng, tức là cái visa cho những cái giấy thông hành mới của Cộng sản Việt Nam, thì nay Bộ trưởng Công an đã lên tiếng và nói rằng sẽ sửa lại cái mẫu thông hành, tức là cái passport mới, để mà có thể vi thêm cái nơi sinh của những người nắm passport. Ngay sau khi có sự phản ứng quyết liệt của nhiều quốc gia tại Âu Châu và có xu hướng tăng lên, thì Bộ trưởng của Công an Cộng sản Việt Nam là Tô Lâm cho biết là sẽ cho sửa lại cái mẫu về cái passport mới dành cho công dân Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mà trong đó họ sẽ viết thêm cái nơi sinh quán và của người nắm passport, sau khi mà có nhiều quốc gia tại Âu Châu đã tuyên bố là sẽ không cho phép cấp chiếu kháng cho những ai có cái passport mới của Việt Nam. Đây được xem là cái phản ứng khá là gọi là thụ động của Cộng sản Việt Nam vì che giấu cái nơi sinh của những người nắm passport Việt Nam, bởi vì ở Việt Nam hiện nay có tới 58 nơi đã bị một số quốc gia tại Âu Châu và Á Châu cấm cửa, không cho phép họ được nhập cảnh vào trong lãnh thổ của họ, bởi vì tình trạng bỏ trốn, tình trạng mà tham gia những hoạt động bất hợp pháp ở những khu vực này đã tăng khá nhiều. Nó gồm có 58 thành phố lớn của Việt Nam và kể cả một số những thị trấn, thôn quê, nơi mà có những người ở những khu vực này đã tìm cách trốn ở lại, hoặc là khi mà qua tới quốc gia của họ đã có những hoạt động bất hợp pháp. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay. Và cuối cùng, liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay, cũng là bản tin được xem là đáng chú ý ngày hôm nay. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và cái đơn vị đặc trách về tự do tôn giáo thế giới đã có bản tin mới đăng trên trang web của họ về cái việc mà Công an Cộng sản Việt Nam đã sử dụng cái vụ cái điều luật 331 để kết án đối với cụ Lê Tùng Vân 92 tuổi với bản án 5 năm tù giam, và đây được xem là hành động bức hại tôn giáo tại Việt Nam. Ở trên màn hình thì quý vị nhìn thấy đây là logo của cái nơi đặc trách, ủy ban gọi là Freedom House, tức là cái nơi đặc trách về quyền tự do thế giới, và trong đó bao gồm luôn cả tự do tôn giáo, thuộc Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ. Trong đó thì đã đăng hình của cụ Lê Tùng Vân, và trong đó họ tường trình lại toàn bộ cái quá trình hoạt động của cụ Lê Tùng Vân và tất cả những cái
trò dơ bẩn của Công an Cộng sản Việt Nam. Họ đã tung rất nhiều tin bậy bạ liên quan tới cụ Lê Tùng Vân, nào là loạn luân, nào là lừa đảo, nào là lợi dụng là chống phá nhà nước vân vân. Nhưng kết quả họ lại kết án cụ Lê Tùng Vân với một cái bản án mà không có liên hệ tới những cáo buộc của họ. Đó là điều luật 331, tức là lợi dụng quyền tự do dân chủ, xúc phạm lợi ích nhà nước, tổ chức và cá nhân. Không hề có liên can gì tới lừa đảo, không hề có liên can gì tới loạn luân. Nay thì bằng chứng cho thấy là Cộng sản Việt Nam đã dùng thứ công cụ, tức là điều luật 331, để bức hại những người sinh hoạt tôn giáo nằm ngoài sự kiểm soát của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và do đó họ đã bị đưa lên trên cái trang của tổ chức Freedom House, tức là tổ chức nằm trực thuộc Bộ Ngoại giao, đặc trách về báo cáo tất cả tình trạng bức hại tôn giáo trên toàn thế giới. Và trong đó, Cộng sản Việt Nam nằm trong danh sách 10 quốc gia có sự bức hại tôn giáo lớn nhất thế giới. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Houston Nhật Ký. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Cảm ơn sự chú ý của tất cả mọi người. Và nhớ là quý vị nào mà có liên hệ tới CNC, biết viết program, biết sử dụng program hoặc là biết điều khiển máy CNC thì có thể liên lạc với Phong qua cái địa chỉ email là phuongmaioffical@gmail.com. Đây là địa chỉ email để quý vị có thể liên lạc được. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.